Mới đây tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Trẻ đã tổ chức chương trình trò chuyện ý nghĩa cùng các tác giả bộ sách tiếng Việt giàu đẹp. Đây là lần đầu tiên chọn bộ sách được giới thiệu tới bạn đọc với sự tham gia của đầy đủ 5 tác giả góp mặt trong bộ sách. Tại sự kiện, bạn đọc có cơ hội giao lưu trực tiếp với 5 tác giả của bộ sách là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Dân, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Ngọc Lan, phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Sâm, nhà báo Dương Thành Truyền và nhà báo Lê Minh Quốc. Các tác giả đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về quá trình sáng tác, những khám phá mới về ngôn ngữ Việt. Khi chúng ta tìm về tiếng Việt, chúng ta giữ gìn cái bản sắc của người Việt thông qua ngôn ngữ. Điều này tôi cho rằng hết sức quan trọng và cần thiết. Bởi vì mỗi dân tộc đều có tiếng nói của mình, đó là một vốn tài sản quý báu. Tiếng Việt mình nó có một cái vẻ đẹp, có sự đặc sắc và nó có một sức mạnh rất là đặc biệt. Chỉ có điều là vì mình quá quen, nhiều khi quá quen rồi mình không nhận ra nó. Bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp từ lâu đã trở thành một trong những bộ sách tham khảo quý giá về ngôn ngữ Việt. Với 11 tựa sách, bộ sách đã mang đến cho độc giả những góc nhìn đa chiều, sâu sắc về sự phong phú và đa dạng của tiếng Việt ở các vùng miền trên tổ quốc. Có những cái từ mà ở ngoài Bắc cũng dùng nhưng mà cái nghĩa nó khác. Ví dụ như từ đèo bồng, từ mỏ ác thì mỗi vùng nó có cái nghĩa khác. Cho nên là qua đó thì cô muốn là người ở các vùng miền không còn xa lạ với những từ ngữ của Nam Bộ. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa để truyền thông cho cái bộ sách này và cũng như là lan tỏa bộ sách này đến nhiều độc giả trẻ hơn để giúp cho các bạn hiểu và sử dụng tiếng Việt đúng cũng như là làm giàu cái vốn tiếng Việt của các bạn. Bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp được giới thiệu từ những năm 2000 với sự tham gia của nhiều giáo sư ngôn ngữ đầu ngành trên cả nước, được giới chuyên môn đánh giá không chỉ được dùng để tham khảo trong nhà trường cho người làm việc sáng tạo mà còn rất hữu ích với những người làm truyền thông sáng tạo nội dung hiện nay, góp phần lý giải nhiều điều thú vị về ngôn ngữ tiếng Việt. Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch văn hóa quận Bắc Từ Liêm. Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Mở đầu chương trình là phần trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và 12 nhà thiết kế đại diện của ba miền Bắc Trung Nam. Các thiết kế được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, gửi gắm thông điệp vì hòa bình. Với hơn 100 gian hàng, sự kiện xúc tiến quảng bá văn hóa du lịch nhằm phát huy và giữ gìn các giá trị văn hóa bản sắc cũng như quảng bá văn hóa vùng miền, đồng thời xúc tiến giới thiệu sản phẩm làm nghề truyền thống, đặc sản địa phương, điểm đến du lịch của thủ đô với du khách, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến hết ngày 29 tháng 9 tại Công viên Hòa Bình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, kỳ vọng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn và thú vị. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, 3 ngày qua trên địa bàn huyện vùng cao Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã không còn mưa. Các gia đình phải sơ tán trong đợt mưa lũ từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 đã bắt đầu quay về dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, thì có không ít hộ dân đã phải chuyển sang nhà tạm vì nơi ở cũ đã quá mất an toàn. Sau đợt mưa bão vừa qua, tại bản Muỗng, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện thêm nhiều vết sụt lún. Các vết có từ trước đây đã sâu và rộng hơn. Sau đợt di rời cách đây vài ngày, 38 hộ dân trong bản đã không thể về nhà cũ do mất an toàn nghiêm trọng. Trừ đi một số gia đình về ở cùng người thân, trước mắt xã Trung Xuân đã xây dựng 20 ngôi nhà tạm cho bà con. Xã thì cũng đề nghị với huyện thì làm sao hiện nay là trong quá trình di rời đi về đây ấy, thì nó khó khăn về điện và nước. Thì đây xã cũng muốn đề xuất với huyện là sớm có cái biện pháp làm sao là có thể đắp cái cung tơ tạm để cho các 38 hộ dân này người ta được sử dụng điện, cũng đồng thời là cũng là có cái phương án giúp cho 38 hộ dân này để có cái nước sinh hoạt đấy từ trên cái bản kéo về đây. Thì để đánh giá chính xác nguyên nhân nứt sụt lún, huyện Quan Sơn đã đề nghị tỉnh Thanh Hóa cử cán bộ có chuyên môn tới khảo sát và đánh giá chuyên sâu. Về lâu dài, huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh Thanh Hóa xem xét bổ sung bản Muỗng vào đề án sắp xếp ổn định dân cư, bố trí khu tái định cư cho gần 40 hộ gia đình trong bản.